Vâng, xin chào anh chị các bạn. Ở trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn là cách mà tạo ra một cái kịch bản để mà chốt sale khách hàng khi mà khách hàng đã để lại thông tin là số điện thoại trên website hoặc trên fanpage hoặc trên Zalo của chúng ta, bất kỳ cái nền tảng nào mà họ đã để lại thông tin. Thì đây là một cái kịch bản cụ thể, một cái quy trình cụ thể để các anh chị các bạn có thể tham khảo. Hãy nhớ rằng là chỉ để tham khảo thôi, nó không phải là một tiêu chuẩn chuẩn đét, cứng đét là chúng ta phải làm theo, đúng không ạ? Chúng ta có thể tham khảo. Thì thứ nhất là khi mà chúng ta đã có số điện thoại ở trên website hoặc trên fanpage rồi, ở trên các nền tảng rồi, thì tức là khách hàng đã quan tâm, đã để lại thông tin để mong được tư vấn. Và lúc này thì rất có thể là các bạn sẽ thấy là tỷ lệ thành công cho việc chốt đơn có thể lên tới 80-90%. Nhưng nếu mà các bạn làm không tốt thì cái tỷ lệ chốt đơn nó cũng có thể chỉ còn 30-40% hoặc thấp hơn nữa, đúng không ạ? Thế thì bước đầu tiên là chúng ta lấy số điện thoại xong thì chúng ta phải gọi ngay. Chúng ta gọi ngay trong vòng khoảng 30 phút, gọi càng sớm càng tốt. Càng để lâu thì chúng ta càng giảm tỷ lệ chốt đơn thành công nha. Càng gọi nhanh, họ để số điện thoại cái gọi ngay, bởi vì mua hàng trực tuyến ấy, nhất là mua hàng trực tuyến, họ có thể đổi ý rất nhanh hoặc là họ có thể là mua của người khác rất nhanh. Cho nên là chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải gọi ngay lập tức. Đấy, gọi càng sớm càng tốt, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu, chào hỏi, giới thiệu là ta ở shop nào, web nào, page nào. Chúng ta tạo cái sự liên quan bằng cách là em ở bên này bên kia, đúng không? Người ta đọc cái keyword như vậy để người ta nắm được. Người ta sẽ tiếp tục nghe cuộc điện thoại của chúng ta. Hoặc là chúng ta đang chat, chúng ta nói là chị ơi chị nghe điện thoại nhé, em gọi từ cái số này đến bây giờ đây. Và tất nhiên chúng ta vẫn có những kỹ năng, giọng điệu và cách thức rất là tự tin, rất là thân thiện, rất là tốt đẹp, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ nói rằng là chị vừa đang quan tâm đến sản phẩm này, sản phẩm kia. Thế thì bây giờ em có thể giúp gì được cho chị, đúng không? Chúng ta bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn tư vấn. Và tư vấn thì chúng ta tư vấn nhưng mà tư vấn mang tính chất định hướng. Chúng ta đừng hỏi và chúng ta đừng lắng nghe khách hàng theo cách là để cho họ nói hết về phần của họ. Cái cách mà chúng ta tư vấn là gì? Vâng đúng rồi ạ, nhưng mà thế này, vâng đúng rồi ạ, cái sản phẩm này rất là tốt, vân vân vân. Và chúng ta theo cái hướng khẳng định và dẫn dắt họ đi theo chúng ta, chứ không phải để cho họ lại dẫn dắt ta, đúng không? Họ hỏi vặn hỏi vẹo do một lúc thì chúng ta có thể là không biết rằng là cuộc gọi này nó đã đi đến tận đâu rồi. Tức là ý tôi muốn nói là cái cuộc gọi này là cái người làm chủ chính là khách hàng chứ không phải là chúng ta nữa. Và chúng ta phải nên nhớ rằng chúng ta là telesale, chúng ta là người cầm trịch cuộc gọi, thì chúng ta phải điều hướng khách hàng. Chúng ta lắng nghe khách hàng nhưng mà chúng ta phải điều hướng, không để cho họ điều hướng ta, ok? Chúng ta sẽ giới thiệu ngay vào sản phẩm, vào dịch vụ, vào các câu hỏi của khách hàng. Chúng ta trả lời những câu hỏi một cách rất là gọn gàng và rất là rõ ràng, rất là thuyết phục, bằng cách là chúng ta đã biết về sản phẩm, biết về dịch vụ, biết về UPS, v.v. rồi, đúng không? Sau đó là chúng ta sẽ đến chốt đơn. Đấy, chúng ta tư vấn và chốt đơn xong, chúng ta hướng khách hàng là mua sản phẩm này, sản phẩm kia, đơn giá như này, có chương trình khuyến mại như kia, vân vân. Thông báo rõ ràng tất cả những cái thông tin của một đơn hàng, từ là số lượng, đơn giá, thành tiền, giao hàng, khuyến mại, quà tặng, vân vân, để cho khách hàng nắm được. Khách hàng ok. Sau đó thì chúng ta cũng bắt đầu tổ chức cái việc là giao hàng, đúng không? Sau đó thì chúng ta cũng hẹn khách hàng để chúng ta giao. Và trước khi giao thì chúng ta cũng nên gọi điện để mà xác nhận, để phòng trừ là chúng ta có những cái đơn hàng ảo hoặc là những người ta đổi ý, thì lúc này nó giảm được chi phí và giảm được tỷ lệ hoàn cho chúng ta. Sau đó thì chúng ta giao hàng xong thì chúng ta cũng có thể sử dụng SMS hoặc là telesale để tiếp tục là gì, chăm sóc khách hàng sau bán, là anh chị đã nhận được chưa, anh chị đã sử dụng sản phẩm chưa, có hài lòng hay không. Cái quãng thời gian đấy chúng ta có thể xem xét là trong khoảng 24 giờ, hoặc là 48 giờ hoặc 72 giờ, tức là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày gì đó. Hoặc là với những cái sản phẩm lâu hơn nữa thì chúng ta có thể là để 1 tuần, tính từ cái thời điểm họ nhận được hàng, đúng không? Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải là gì ạ? Cảm ơn họ, rồi kết thúc cuộc gọi. Và sau đó thì chúng ta cũng quay lại với cái kịch bản chúng ta vẫn đang xây dựng từ lúc mà chúng ta nói cho đến tận bây giờ. Chúng ta nói câu gì, nói lời thoại như thế nào, họ đặt câu hỏi mà từ chối thì chúng ta trả lời như thế nào, chúng ta xử lý các lời từ chối, chúng ta họ đặt những câu hỏi mà liên quan đến sản phẩm dịch vụ giá bán hoặc so sánh thì chúng ta tư vấn như thế nào,
hoặc là họ nói là họ không có nhu cầu, hay là họ chưa có nhu cầu, họ bảo gọi lại, thế thì chúng ta ấn định lịch gọi lại vào thời điểm nào và chúng ta làm gì để tăng được tỷ lệ tái tái sale lên. Bởi vì ngày mai ngày kia chúng ta gọi lại, chúng ta tiếp tục chăm chút, và chúng ta kết hợp thêm với những công cụ marketing online khác để chúng ta tăng được cái tỷ lệ đơn hàng thành công lên. Đó, thì tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái quy trình đơn giản, tôi gọi nó là quy trình chốt sale sản phẩm khi mà khách hàng đã để lại thông tin ở trên website hoặc trên số điện fanpage hoặc là Zalo vân vân. Tóm lại là chúng ta đã có đơn rồi. Tất nhiên là chúng ta cũng kết hợp với telesale, kết hợp với SMS, kết hợp với các cái hình thức email marketing để confirm, tức là để xác nhận đơn hàng. Hiện nay kể cả trên một số trang web thương mại điện tử lớn, họ còn có cả những cái cuộc gọi tự động, tức là gì, nhắc chúng ta là chúng ta muốn nhận đơn hàng hay không, bấm nút 1234, đấy là cái cuộc gọi tự động, và chúng ta gửi tin nhắn đơn hàng, xác nhận đơn hàng rất là hay. Thì đấy là tôi nghĩ cũng rất là ok, và chúng ta vẫn sử dụng các kỹ năng quan trọng của cái việc làm telesale, đấy là giọng điệu, chất liệu, cái thái độ phục vụ nhã nhặn, rồi tư vấn rất là nhiệt tình, chu đáo và giỏi và mạnh mẽ, một cách chủ động. Tôi muốn đề cao cái chủ động, bởi vì một số người bị tư vấn với khách hàng là bị khách hàng dẫn dắt, mà chúng ta luôn luôn nhớ là chúng ta là người dẫn dắt cuộc chơi, và chúng ta đưa khách hàng từ bước này đến bước này đến bước này đến bước này và chốt đơn, đúng không? Thì ok, thì tôi giới thiệu với anh chị và các bạn một cái video bài học đơn giản như vậy để các anh chị và các bạn tham khảo thêm. Xin chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong cái video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.